À, kính thưa tất cả chư vị, như thường lệ sau khi lễ bái tam bảo xong, ngài chư tăng có trách nhiệm và sắp tấn quý vị một chút. Ngày hôm nay chúng ta sẽ làm việc hai vấn đề. Thứ nhất là lý do tại sao chúng ta phải đi tu, và cái thứ nhì là những cái nội quy ở trong tuệ tâm ở đây để trợ duyên cho quý vị tu học tinh tấn. Thứ nhất là mục đích. Thí dụ như chúng ta muốn đi tới Sài Gòn, quý vị ngồi xuống cho thoải mái đi. Nếu chúng ta đi xuống Sài Gòn thì chúng ta phải biết là chúng ta đi đâu. Thí dụ chúng ta muốn đi ra tàu thì chúng ta phải đi tới cái chỗ nào. Cũng như thế, khi chúng ta đi tu chúng ta phải có cái mục đích. Hãy tự hỏi mình, không ai giống ai hết á, mỗi người có cái mục đích riêng. Kể cả chư tăng, mỗi người cũng có mục đích riêng chứ không phải ai giống ai. Người nói thì giải thoát, người thì nói đi theo Phật, rồi người nói tu để thành Phật, người thì nói tu để nhập Niết Bàn, người thì nói tu để hết đau khổ. Nhưng mà tất cả những cái đấy, kể cả nói tu để thành Phật, thì thưa với quý vị, theo kinh nghiệm bản thân của sư cũng như các vị đại sư khác họ cũng tu học, tất cả những cái điều mà chúng ta ao ước đấy chỉ là bánh vẽ, nó là cái trừu tượng, nó là một khái niệm, mà thực thể là sự hiện hữu của chúng ta ở đây. Chúng ta có mặt ở đây, có cái thân này, đói khát lạnh bệnh, kể cả những cái đam mê nho nhỏ, đam mê nghe, đam mê nhìn, đam mê ngửi, nhìn một cái bông hoa đẹp chúng ta cũng khởi cái tâm tham đắm ở đấy. Thế thì tất cả những cái sự rung động qua những cái mắt tai mũi lưỡi thân ý đều được tích lũy ở trong cái thức, và nó làm mồi cho cái thức tái sanh và tiếp tục sanh tử ưu ly khổ não. Muốn làm Phật tức là lại thêm một cái ao ước, và nếu nó không được thì lại là khổ, cầu bất đắc khổ. Phật cũng chỉ là một khái niệm, một cái phạm trù, mà nói theo tiếng Phạn đó, Buddha là cái người giác ngộ, Buddha là giác, cho nên đạo Phật là đạo giác ngộ. Đạo giác ngộ thì giác ngộ cái gì? Biết rằng các pháp đều vô thường, sanh sanh diệt diệt, nó đều quyển hóa, nó giống như là đóng tuồng, hết tuồng này cái tuồng kia, xem phim xem mãi tới lúc cũng phải chán, nếu không chán thì xem hoài. Có những vị sư cái là xem suốt đêm. Thì tất cả những cái đấy là trong cuộc sống chúng ta, mắt tai mũi lưỡi thân nó tạo cho ta, chúng ta những cảnh giới, những cảm giác, những cảm thọ, những đam mê, rồi những thỏa thích. Nhìn mà nếu vừa ý thì đam mê rồi thỏa thích, thỏa thích thì đắm chìm trong đó và đưa tới sanh tử ưu vi khổ não. Cứ tiếp tục như vậy, sanh tử sanh tử sanh thì đương nhiên là có tử, cho nên cái chết thì chắc chắn quý vị cũng không có sợ đâu. Nhưng tự hỏi nếu quý vị tiếp tục tái sanh ra nữa mà không mang được thân người, mà mang là bốn chân tám chân, hoặc là kiếp này á, là vợ vợ chồng chồng, kiếp sau mẹ mẹ con, kiếp này bà cháu cháu, kiếp sau á, vợ vợ chồng chồng, rất là đau lòng. Và quý vị có ưa thích nữa hay không? Nếu không thì chúng ta chọn con đường đi ra, và con đường ấy đi ra thì không có người nào giống người nào. Phật chỉ cho nó 84.000 pháp môn đủ các kiểu đấy, nhưng mà chúng ta có đi hay không, hay là chúng ta chỉ tụng kinh rồi chúng ta nghe lời Phật rồi thắp nhang rồi đem nải chuối lên cúng Phật, rồi khi có đau ốm thì cầu Phật, rồi đi chùa thì cũng nấu cơm cho cúng dường chư tăng, rồi là lo in kinh rồi lo xây chùa, mà quên đi một việc quan trọng là phải dứt khỏi cái đam mê, dứt khỏi cái thỏa thích đấy để ra khỏi sanh tử ưu vi khổ não, ra khỏi cái sanh tử luân hồi.
Và cái việc ấy chỉ có một mình làm được thôi. Phật không làm dùm mình được. Phật chỉ đường đấy. Phật nói hễ con còn đam mê thì con còn ưa thích, con còn ưa thích thì con còn tham ái, con còn tham ái thì con còn có cái ngã. Và hễ còn có cái ngã, ưa thích cái ngã thì con sẽ tiếp tục tái sanh lại. Phật cũng không cản được, chứ đừng có nói là ai. Phật cũng không giúp cho ta thoát ra khỏi cái đó được. Phật chỉ đường thôi. Ai ăn nấy no. Cho nên đó, quý vị lại Phật nhiều thì quý vị được phước. Quý vị cúng dường cho chư tăng cơm gạo thì quý vị không bao giờ đói. Quý vị cúng dường thuốc, quý vị không bao giờ đau. Nhưng nếu quý vị không tự tu tập để có trí tuệ để thoát ra khỏi ưu bi khổ não thì tiếp tục quý vị quay trở lại đây. Và ưu bi khổ não với hạnh phúc và sung sướng là hai bản thể, hai mặt của một đồng tiền. Nó đi sát với nhau. Hạnh phúc là đau khổ là hạnh phúc. Nó cùng một mặt của hai mặt của đồng tiền, nó không có khác đâu thưa chư vị. Tất cả những hạnh phúc, những đau khổ chỉ là những cảm giác, cảm thọ, những sự xúc cảm của năm căn va chạm với sáu trần. Nếu là người có giác ngộ biết rằng những thứ ấy đều đưa tới đau khổ, cho nên quán chiếu nhận biết trong từng sát na, đau biết đau, đi biết đi, đứng biết đứng, thì chúng ta tỉnh giác. Mà tỉnh giác lâu ngày, những cái sự tỉnh giác ấy nó tích tụ lại là kiến thức, rồi nó tạo ra cái tuệ. Tuệ nhiều ngày nó đưa tới tuệ giác, tức là có tuệ mà lại có tỉnh thức nữa, tức là không bị ngũ uẩn đánh lừa, thì ngay lúc đó chúng ta đó là giải thoát, tự mình phải giải thoát. Không thể nào đi chùa rồi được giải thoát, đó là ăn bánh vẽ. Không thể nào tụng kinh mà giải thoát, đó cũng là ăn bánh vẽ. Không thể nào lạy Phật mà giải thoát, đó cũng là một loại ăn bánh vẽ khác nữa. Cho nên quý vị phải tự hàng ngày hàng giờ quý vị đi nhận biết mình đang đi, đứng nhận biết mình đang đứng. Ở trong tâm nó khởi lên cái tâm tham, nhận biết tâm tham vừa sanh, tâm tham vừa diệt. Hai cái nó đi song song với nhau, sanh diệt nó đi nhanh lắm, nó không bao giờ nó ngừng nghỉ. Và nếu trong cuộc sống chúng ta tiếp tục sanh sanh diệt diệt mà chúng ta không hề biết, thì chắc chắn khi sống đã sanh diệt thì khi chết là tiếp tục diệt sanh, và cứ như thế sanh tử luân hồi, không bao giờ thoát khỏi. Có những thứ chúng ta nghĩ rằng nó rất là tầm thường, nhưng nó lại đưa vào trong cái thức và đưa chúng ta đi tái sanh. Thí dụ chúng ta ưa thích nghe một cái bản nhạc, chúng ta nếu bản nhạc ấy là nhạc đạo đi chăng nữa thì chúng ta cũng rất là hoan hỷ vì nghe cái bài nhạc ấy, và cái tâm chúng ta nó rung động theo bài nhạc ấy. Thì kính thưa chư vị, Phật đã dạy rất rõ, nếu ưa thích các âm nhạc mà cúng dường nhiều, ráng tu thì giỏi lắm, quý vị cũng rớt vào cảnh giới gọi là cảnh giới sắc giới, tức là trong đó chỉ có ánh sáng và âm thanh. Ánh sáng âm thanh tức là cõi giới của chư thiên. Quý vị hoan hỷ với đạo pháp, quý vị cúng dường nhiều, quý vị xả bỏ được tham sân si, thì quý vị cũng chỉ tới cái cõi sắc giới, cõi chư thiên mà thôi. Và cõi chư thiên ở đó một kiếp là cả hàng mấy trăm ngàn năm, rồi nó hết rồi nó cũng rớt xuống đây, nó quay trở lại. Chư thiên hết phước rớt còn xuống làm côn trùng, thì hà huống gì chúng ta. Hãy cẩn thận, nếu chúng ta không lìa bỏ được tất cả năm căn sáu trần, không nhận biết được sự tham đắm ở trong ấy, tham đắm trong dục lạc, tham đắm trong những cảm xúc sẽ đưa tới sanh tử luân hồi, thì chúng ta tiếp tục đi trong cái quỹ đạo ấy. Có tu kiểu nào đi chăng nữa, có bố thí cúng dường, có trì giới, có ăn chay, có niệm Phật, có tụng kinh, cũng chỉ được tái sanh trở lại để làm kiếp người. Nếu may mắn có trí tuệ thì sanh ra làm kiếp người, còn không có thì cũng mang bốn chân tám chân, không trừ một ngoại lệ. Kính thưa chư vị, không trừ một ngoại lệ, tăng hay là tục cũng giống nhau hết. Nếu quý vị không tu đúng pháp của Đức Thế Tôn đã dạy, Ngài đã đi qua, thì quý vị chỉ được phước. Thí dụ như kiếp này quý vị cúng dường nhiều, ưa thích nghe kinh, ưa thích cảnh chùa, thì kiếp sau quý vị sẽ được đầu thai. Nhưng nếu không có trí tuệ, không được giải thoát, không nhận biết các pháp là đau khổ, các pháp là vô thường, thì lập tức quý vị được tái sanh.
Và vì không có trí tuệ có thể tái sanh là một cái con bốn chân, nhưng vì nó ưa thích cảnh chùa cho nên nó ở trong chùa, nó ăn chay, và vì nó cúng dường nhiều cho nên lúc nào người ta cũng cưng chiều nó, cho nó ăn uống đầy đủ. Ngay cả một con chó trong chùa cũng vẫn được ăn uống đầy đủ và được chăm sóc chu đáo, không hề có bị đau đớn. Thế thì tất cả những cái việc ấy nó đều do nhân quả. Nhưng câu hỏi của chúng ta là, thứ nhất là mục đích. Mục đích của chúng ta đi tu để làm gì đây thưa chư vị? Nếu đi tu để được phước thì được thôi. Nếu đi tu để được người ta khen mình là có tu cũng được thôi. Chắc chắn là có được khen, được chê và được ăn ngon mặc đẹp theo cái nhân quả. Nhưng muốn thoát ra khỏi sanh tử luân hồi thì phải biết. Phải biết cái gì, tỉnh thức, biết cái gì, biết đây là đau khổ. Tất cả những sự dục lạc đều dẫn tới khổ đau, đều dẫn tới tái sinh và tiếp tục trong luân sanh tử luân hồi. Những việc nho nhỏ chúng ta làm trở thành thói quen, và Đức Phật định nghĩa cái nghiệp tức là thói quen. Nghiệp là một hành động có tác ý được lặp đi lặp lại nhiều lần. Thí dụ uống rượu. Tại sao Đức Thế Tôn bày ra cái giới là không uống rượu? Là tại vì uống rượu nó làm cho say sưa. Lúc đầu thì không uống, lúc sau uống cả chai vẫn thấy không thỏa mãn. Thế thì khi say sưa thì sao? Thần kinh nó bị tiêu diệt, cơ thể bị tiêu diệt. Và khi đam mê, cái điểm quan trọng nhất của người đi tu, khi mê bất cứ một cái gì thì đều rớt vào trong cái chỗ thỏa thích. Hãy có đam mê là có thỏa thích. Đam mê âm thanh thì rớt vào trong cái cõi âm thanh. Đam mê ăn thì rớt vào trong cõi ăn, cảnh giới đó. Nó không chạy đi đâu được hết. Đam mê khói thì nó rớt vào trong khói. Đam mê lửa thì rớt vào trong lửa. Cảnh nào thì nó tương ưng với cảnh đấy. Và tiếp tục tái sanh trong đó để chịu đau khổ ở trong cảnh đó. Nếu chúng ta tu đã quyết tâm rời xa khỏi cái cảnh giới này và không muốn bao giờ quay trở lại, thì chúng ta phải cảnh giác trong từng cái hành động, trong từng cái diễn biến trong nội tâm của chúng ta nó sanh ra. Trong bài Kinh Lửa Phiền Não, Đức Thế Tôn nói rất rõ, chỉ có ba loại lửa, đó là lửa tình, lửa sân, lửa si. Lửa tình đó tức là ái nhiệm, tức là ưa thích vật chất, ưa thích âm thanh, ưa thích con người. Thí dụ như quý vị ưa thích uống rượu, quý vị ưa thích nói cũng là một cái thứ nghiệp, mà ưa thích nghe cũng là một thứ nghiệp. Nghe những chuyện bà tám, ưa thích nghe nhiều cũng tạo nên nghiệp và tiếp tục tái sanh để kiếp sau tiếp tục nghe nữa. Thế thì mình thử hỏi mục đích của người đi tu, tôi muốn đi tu để làm gì, để được phước, để được sung sướng, để được thế này thế kia, hay là tôi muốn giải thoát ra khỏi cái thân này và vĩnh viễn không quay lại. Quý vị đừng có sợ là người ta nói tu vô lượng kiếp mới thành Phật. Đức Phật nói rất rõ, tu ngay trong kiếp này mà Ngài bảo đảm, Đức Phật không hề hư dối. Chúng ta phải có niềm tin nơi Tam Bảo. Vào thời Đức Phật, không biết là bao nhiêu cư sĩ như quý vị, 21 vị nam, 27 vị nữ đã chứng A-la-hán, còn cái cấp mà Tư Đà Hoàn, Tư Đà Hàm thì không biết là bao nhiêu. Ở trong Kinh Tăng Chi, Đức Thế Tôn có nêu rõ 21 vị đó tên gì, Nguyễn Thị A, Nguyễn Thị B gì đó, nêu rất rõ trong đó. Tức là những vị đó, cư sĩ cũng đời sống như quý vị, cũng cơm áo gạo tiền, nhưng người ta tu miên mật, tu sáu pháp ở trong đấy mà người ta chứng được A-la-hán. Còn cái cấp chứng Tư Đà Hoàn, tức là chỉ còn có 7 kiếp nữa mà thôi. Tư Đà Hàm, tức là chỉ có 1 kiếp nữa mà thôi. Và người ta cũng tu, người ta cũng chứng được. Thế thì tại sao quý vị không chứng được? Kính thưa chư vị, quý vị chứng được. Trong kiếp này, quý vị tu đúng pháp của Đức Phật, quý vị sẽ được giải thoát, bảo đảm Phật không hề hư dối. Ngài là bậc đại trí đại giác, Ngài là cha lành của chúng ta, Ngài nói là rất rõ ràng. Ở trong bài Kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Thế Tôn còn nói nhẫn đến 5 năm, 3 năm và cuối cùng Ngài còn kết luận, nếu chúng ta dám tu 15 ngày cũng chứng nữa, chứng được vào dòng thánh tức là Tư Đà Hoàn. Nhưng 15 ngày đó chúng ta có tu minh bạch được không? Tâm không hề rối loạn, không hề chạy lăng xăng. 15 ngày đó nhiếp tâm thuần thục, bắt tai mũi và có thể nhịn đói luôn cũng được, 15 ngày không chết. Nhưng mà giải quyết ra khỏi sanh tử, tức là chết trong vô lượng kiếp sẽ chấm dứt, không còn chết. Chết lang thang, chết bờ, chết bụi, chết đường, chết xó, chết chợ, chết đói, chết khát, những cái kiếp đó chấm dứt luôn.
Và ngay trong kiếp này chúng ta làm được, kính thưa chư vị, Đức Phật quả quyết như vậy và chúng ta phải tin nơi Đức Phật. Nếu quý vị muốn giải quyết, quý vị phải tinh tấn. Thế thì trong pháp tu, thứ nhất chúng ta phải biết mục đích, tự hỏi mình mục đích của mình đi tu vào đây đi tu để làm cái gì. Đấy, tự tìm cho mình một thái độ đúng đắn trong lúc hành trì. Thứ nhì, tầm tứ. Tầm tức là luôn luôn bám sát, thấy các cái gì nó diễn biến ở trong thân, từ đầu tới chân, trong tâm đó, tham sân si nổi lên đều phải bám sát nó. Tứ tức là bám sát, tầm tức là tìm, tìm coi cái gì vừa nảy sinh. Nhiều lúc chúng ta vô tư, con mắt nhìn ưa thích mà cái tâm nó khởi tham mà quên đi cái tâm tham mới là quan trọng. Cho nên nó tầm tức là phải nhận biết. Và tứ là bám sát, chìm vào trong đối tượng, không rời nó. Tầm tứ, đó là cái nghệ thuật tu